Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn của lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ, việc Mỹ tiến hành vụ thử trên là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng. Trước đó, người phát ngôn của Ủy ban Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên ngày 1 tháng 6 cũng đã ra tuyên bố chỉ trích vụ thử đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ, cho rằng đây là một hành động tiềm ẩn rủi ro chống lại Bình Nhưỡng và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, phát biểu tại đối thoại Shangri-La 16 ở Singapore ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng việc Triều Tiên thời gian gần đây liên tiếp phóng thử tên lửa, bất chấp sự phản đối của quốc tế, thực sự đang gây ra mối lo ngại rõ ràng và hiện hữu. Ông Mattis khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao, cũng như gia tăng sức ép về mặt kinh tế, cho tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân. Ngày 30 tháng 5, quân đội Mỹ thông báo thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa với tình huống giả định là nước này hứng chịu một cuộc tấn công bằng quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm kiểu như vậy trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên.